nắng cứ giặt lá này lấy cứ dương đặt ròn cái ba cái lá chồi hay nè bần tơ một tiết sống bần tơ một tiết cứ dương chặt đặt cái ba cái lá chồi tới một đón chơi thì đang chơi mẹ áo con chìa ba hello cứ dương chập và đang đặt trao chỗ này chào nấu đầy kia tiết bóng tốn toàn bàn thử thế mưa rình sẵn chẳng ai chẳng ai nhôm dựng chạy hành chân chân về mình phải dõi đây mình ở phải dõi tế bằng thà cửa anh nhiệt nhung còn mà rồi ôi thôi tao dừng thôi tao ọt gõ tư bằng tay ba tầng nâu vô tế và tập nư thương nó tư mà ọt tư tế à lâu bắt mà chặt ha mà chặt khơi mà mò xong bằng nhìn thôi coi à mà chặt ô mà tu mà chặt khơi nhé mà chặt bay rút trâu tay với với này rồi mà chặt từ hố bái non nâng vào đầu hai mươi năm mai đừng ở lại mày 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 ba anh thôi thôi chân xin nhau mà mình bố xin mang đi này mình bố xin mang kia nữa chiềng có mồi mọt này lâu dừng chặt ở đây rượt trồ lấy là rất mà chân anh đây mà bà vốn rất tại bàn tế chạy ra bạc là chẳng rất thứ mấy mà chuộp chọp lệ bị chọp lệ thì dạo tao nó ru đúng không tao ngọt nhiều năng lỏi mình hay vậy nè nè anh gì anh chân chị anh quên tê mà bông chơi tổng anh băng lời nhỉ nè anh quay mệt anh quay mệt nè anh kết thọ đấy chứ mà bông chơi con chứ mà chị gì nữa khi con bạn mà chả đây bông phố ơi chúng ta tinh khương bà la tao hụt bài phía lắm bông bói tao bắt chân nâng bà đâu. Thank you.
chơi với nó hơi. Tao vua. Tao chẳng mà chẳng làm bì chẳng làm bì chẳng làm ơi. Anh dì chú chú chú. Quá phơn ác bạc bịch. Nhà nè. Nhà quê lắm không mày tao phải đi chạy. Nhà không mau tao phải đi lắng cho mày. Nè, tao nhìn bắt tao mặt miền ai chơi mình chẳng chẳng mình nè. Miền lên. Đọc một phần. Xem, em sẽ lên sau. Nị xôn đọc một phái xàm xài hà học trật bạc cái đọc đọc một phái xàm xôn mất đấy ức xôn anh mất đấy đó mà chưa thao trời mà chưa à. Nếu sao nhà mấy ba nắng xì phêng xì ra hơi cái tê kìa xì ấy mẹ anh vừa sco khlanh vừa sco khlanh cù này nè khlanh cù vừa sco thả nên bơi bộ bơi tông mấy tông phải nè vừa bơi tha nên tha bộ bơi tông ấy kia nông là khlanh cù ăn thì ăn sốc phải cứ cứ đi về hai lần mồm cọp đó.